Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm MyRotation V7 để chép quy hoạch cho các anh ở tài nguyên môi trường. Thì hôm nay tôi hướng dẫn các bạn bài 14 về nhóm lệnh vẽ đường tròn trên clip nha. Thứ nhất, method là chọn theo phương pháp, theo tâm, theo cạnh, theo đường kính. Vùng này là vùng đặc, vùng rỗng, màu. Ở đây là bán kính đường kính nha. Rồi ta vào thực hành luôn. Đầu tiên đây nha. Rồi ta nắm chuột trái cho giữ phím. Đó, giữ lên. Đây vẽ đường tròn trên clip. Và tiên đường tròn trước nha. Rồi tâm nè, đó, giờ tâm nha, cho giữ nguyên nha, đó, không màu nha, màu xanh nha, rồi bán kính 100, bán kính 100, rồi bây giờ ta dọn vòng tròn tiếp, ta cho bán kính 200 đi, rồi màu nó cho màu xanh đi, rồi vùng đặt nha, vùng đặt này, đây là vùng đặt nè, đó, thấy không? Rồi ta vào hình clip nha, đó, bây giờ ta chỉ kéo lên đây, đó, đó vùng đặt nha, clip vùng lõm nha. Nên nha, chứ không có gì đó. Đó, đơn giản như các bạn. Hiện tại cũng tập thực hành cho quen nha. Đó, dễ lấy đường tròn nè, đường tròn nó ứng dụng nó quan trọng nha. Cho nó là 150 đây. Rồi. Đó, ở đây ta cho nó là màu đỏ đi nha. Đó, phải thấy không? Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe và chúc các bạn thực hành thành công nha.